Chuyển sang một số tin tức khác. Thưa quý vị, sáng nay ngày 27 tháng 2, quận Sơn Trà tổ chức lễ phát động ra quân an toàn giao thông năm 2022 với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Năm 2021, trên địa bàn quận Sơn Trà đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, bị thương 2 người. Trong năm, các lực lượng chức năng của quận đã phát hiện xử lý hơn 2.301 trường hợp vi phạm, với số tiền gần 2 tỷ đồng. Năm nay, quận Sơn Trà phát động ra quân năm an toàn giao thông tập trung vào 3 mục tiêu là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra kết cấu hạ tầng, khắc phục các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Quận Sơn Trà sẽ tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ nhân dân trên cái địa bàn. Thứ hai là tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm, đặc biệt là những hành vi cố tình để vi phạm về cái luật an toàn giao thông đường bộ, nhằm là giảm cái 3 tiêu chí về số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương. Ngay sau lễ ra quân, các cơ quan địa phương đoàn thể triển khai ngay các phần việc được giao nhằm kéo giảm tai nạn giao thông ngay từ đầu năm. Đoàn thanh niên các phường có tuyến đường Ngô Quyền đi qua đã cắt cử đoàn viên thanh niên hướng dẫn phân làn để mô tô, xe máy thô sơ đi vào đường gom, không đi vào làn đường dành cho xe cơ giới. Dạ, để đảm bảo an toàn giao thông thì đoàn phường An Hải Tây cũng đã tuyên truyền các bạn đoàn viên thanh niên, các bạn học sinh là không được đi xe máy đến trường, đi là phải đội mũ bảo hiểm, không được đi chắc 3, chắc 4 đua xe lạng lách đánh võng. Và hiện nay thì trên tuyến đường Quyền kéo dài thì cũng đã vận động các bạn đoàn viên là phải đi đúng vào làn xe máy của mình, không được đi vào làn ô tô để tránh gây nguy hiểm cho các bạn. Với sự đồng lòng hưởng ứng của cả hệ thống chính trị, ý thức tự giác chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông, hy vọng quận Sơn Trà sẽ phấn đấu giảm sâu cả 3 tiêu chí, giảm số vụ, số người chết, số người bị thương trong năm 2022.